Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương khảo sát hỗ trợ xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm. Bắc Ninh đầu tư cải tạo xây dựng thư viện trường học. Hoang mang với một số dịch vụ của FE Credit. Nhiều doanh nghiệp tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất làm từ hợp kim nhôm đúc đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, người trồng bưởi đào ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích bưởi đào. Ra bán tại vườn với những quả mẫu mã đẹp khoảng 20.000 đồng, còn lại giá trung bình từ 15 đến 18.000 đồng một quả. Mức giá này cao hơn trung bình năm trước từ 1 đến 2.000 đồng. Theo phản ánh của người trồng bưởi và thương lái, bưởi đào Thanh Hồng năm nay có mẫu mã chất lượng tốt, sản lượng tiêu thụ do thương lái đặt mua tại vườn cao hơn năm trước. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam. Người trồng bưởi đào xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích bưởi đào, giá bán tại vườn với những quả có mẫu mã đẹp khoảng 20.000 đồng, còn lại giá trung bình từ 15 đến 18.000 đồng một quả. Mức giá này cao hơn trung bình năm trước từ 1 đến 2.000 đồng. Theo phản ánh của người trồng bưởi và thương lái, bưởi đào Thanh Hồng năm nay có mẫu mã chất lượng tốt, sản lượng tiêu thụ do thương lái đặt mua tại vườn cao hơn năm trước. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam. Với việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác tăng cao. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới. Với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển dịch vụ ở nông thôn, Yên Khánh đã tập trung chỉ đạo khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích tụ ruộng đất, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đưa giống cây trồng có năng suất, chất lượng và sản xuất. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều dự án, mô hình nhằm thay đổi tập quán canh tác, hình thành phương thức sản xuất hàng hóa như lúa chất lượng cao, sản xuất lúa giống, cánh đồng mẫu lớn, rau an toàn, trồng khoai tây trên đất hải lúa. Do vậy, giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác của huyện tăng nhanh trong những năm gần đây. Để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, Yên Khánh tiếp tục triển khai và hoàn thiện các mô hình đã và đang thực hiện. Kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường. Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xưa nay nổi tiếng với nghề mộc truyền thống. Dù trải qua thăng trầm, nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với cái nghề cha ông để lại. Trong đó, nghề mộc đã tạo việc làm cho nhiều lao động có tay nghề tại địa phương, đem lại thu nhập cao và ổn định cho gia đình. Xã Hòa Phong hiện có trên 700 hộ làm mộc, tập trung tại hai thôn là Phúc Miếu và thôn Vân Dương. Nguyên liệu chủ yếu là gỗ hương và gỗ cầm được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo các hộ làm mộc cho biết, để làm ra một sản phẩm đẹp, ngoài lựa chọn những loại gỗ tốt, phù hợp, có hoa văn tinh xảo, thì người thợ làm nghề cũng phải thật khéo léo và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Ngoài ra, người thợ cũng cần linh hoạt, sáng tạo để có thể cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Đến nay, hầu hết sản phẩm được tiêu thụ ở Đài Loan và trong nước, chủ yếu là khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Ngoan, anh Vũ Đình Huấn ở thôn Phúc Miếu, mỗi năm đều cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, cũng tạo việc làm cho nhiều lao động có tay nghề với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Trong xây dựng nhà ở hiện nay, các sản phẩm nội ngoại thất làm từ hợp kim nhôm đúc như cổng, hàng rào, ban công, cầu thang đã được nhiều khách hàng lựa chọn như một vật liệu xây dựng trang trí cao cấp. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất làm từ hợp kim nhôm đúc, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do nhu cầu thị trường hiện nay, các cơ sở vài năm trở lại đây, số lượng doanh nghiệp đúc kim loại tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu tăng đột biến. Đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 30 cơ sở doanh nghiệp đúc kim loại phục vụ cho việc thiết kế nội thất xây dựng. Với các loại sản phẩm chính là cổng, hàng rào, ban công, cầu thang, các doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động địa phương
với mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng một người một ngày. Từ một xã thuần nông chậm phát triển của huyện Hải Hậu, đến nay cơ cấu kinh tế của xã Hải Vân đã có sự chuyển dịch tích cực. Sau khi cụm công nghiệp làng nghề xã Hải Vân hoàn thành, sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương, sẽ góp phần nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt xấp xỉ 14%. Theo đó, tổng thu nhập của toàn xã Hải Vân cũng được nâng lên 350 tỷ đồng mỗi năm. Bình quân thu nhập đầu người tại địa phương sẽ đạt gần 40 triệu đồng một năm. Với mục tiêu xây dựng phát triển văn hóa đọc trong hệ thống giáo dục của tỉnh, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 371 đầu tư cải tạo xây dựng thư viện tại các cơ sở trường học. Để thực hiện quyết định này, ngành giáo dục và đào tạo cũng đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, cơ sở giáo dục trường học, triển khai nhằm đem lại cho học sinh không gian đọc sách mở, thân thiện, phục vụ hiệu quả việc đọc sách và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa đọc của tỉnh Bắc Ninh và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định 371 phê duyệt đề án đầu tư, cải tạo và nâng cấp thư viện các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Tổng kinh phí đầu tư toàn dự án là hơn 142 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2018 đến 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ đầu tư cải tạo nâng cấp thư viện cho 73 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giai đoạn 2, từ năm 2021 đến 2025, tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp cho 240 trường tiểu học, trung học cơ sở công lập còn lại trên địa bàn. Ở thời điểm hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng triển khai các bước theo lộ trình thực hiện dự án. Cùng với hệ thống các thư viện xanh, thư viện thân thiện đã có tại các trường học, thì đây sẽ là điều kiện cơ sở để ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh xây dựng hệ thống thư viện đồng bộ hiện đại, tiếp tục triển khai nhân rộng, phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học. Cảm ơn Thư viện nhỏ là dự án được hỗ trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông qua nguồn vốn ODA. Tại tỉnh Nam Định, dự án được triển khai ở huyện Trực Ninh trên tinh thần truyền tải những kinh nghiệm phát triển văn hóa và giáo dục của Hàn Quốc, đồng thời khuyến khích văn hóa đọc phát triển ở Việt Nam. Tại trường trung học cơ sở Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, thư viện được phía Hàn Quốc đầu tư trang bị mới hoàn toàn về cơ sở vật chất với khoảng 6.000 cuốn sách, bao gồm sách bắt buộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham vấn và các tác phẩm văn học Hàn Quốc được dịch sang tiếng Việt, cùng hơn 100 tài liệu đa dạng khác giúp các em học sinh tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc. Ngoài ra, để mở rộng không gian văn hóa cộng đồng, thư viện được hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy tính, màn hình và máy chiếu. Dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ được triển khai tại 3 trường trung học cơ sở ở huyện Trực Ninh là Trực Nội, Trực Hưng và Đào Sư Tích, với khoảng gần 1.000 học sinh đang theo học. Thư viện thực sự tạo ra một không gian mở, thân thiện với tất cả học sinh, kích thích tinh thần đọc sách của các em. Việc xây dựng các hệ thống thư viện trường học với các tài liệu phù hợp, phong phú đa dạng và các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc sẽ giúp hình thành thói quen đọc sách cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại Việt Nam, dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ đã được triển khai tại 14 trường trung học cơ sở. Từ tháng 7 năm 2018 đến nay, sau khi sáp nhập với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam là cơ sở y tế thực hiện đa chức năng. Hiện tại, trung tâm có 18 khoa với 142 cán bộ công nhân viên chức người lao động. Ngoài ra, còn quản lý 115 cán bộ thuộc 18 trạm y tế xã và thị trấn. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, trung tâm đã có trên 58.000 lượt bệnh nhân đến khám, đạt 106% kế hoạch năm. Trong đó có 54% lượt bệnh nhân nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 51%, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87%, có 97,7% hộ dân sử dụng nước sạch, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn, 100% trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Để thực hiện mục tiêu hàng đầu là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Bình Lục đang tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn y đức, đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, phấn đấu tăng từ 5 đến 10% tỷ lệ hài lòng người bệnh và tỷ lệ hài lòng nhân viên y tế, tạo lòng tin với nhân dân.
Trong năm học 2019-2020, ngành y tế tỉnh Nam Định phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng cường công tác y tế trường học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu trong năm học 2019-2020, trên địa bàn tỉnh 100% học sinh có nước hợp vệ sinh, đạt tiêu chuẩn để uống, 100% các trường có nhà vệ sinh có nước sạch, xà phòng rửa tay, 90% số học sinh mầm non, phổ thông được sàng lọc tư vấn điều trị về các bệnh cận thị, cong vẹo cuộc sống, thừa cân béo phì, hình răng miệng, rối loạn tâm thần học. Ngành giáo dục và đào tạo tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng mô hình nha học đường, tổ chức khám và điều trị sâu răng cho học sinh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch sữa học đường năm học 2019-2020. Trong năm học 2018-2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, tập huấn và kiểm tra giám sát công tác y tế trường học theo kế hoạch đề ra, tổ chức kiểm tra 19 trường thuộc 4 cấp học, trong đó có một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp như diện tích trung bình cho một học sinh, kích cỡ bàn ghế, số thuốc thiết yếu phù hợp chăm sóc sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác y tế trường học, tuyến huyện và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác y tế trường học tại các trường trung học phổ thông, bồi dưỡng kiến thức nha học đường cho cán bộ làm công tác y tế trường học tại các trường tiểu học. Thực hiện mô hình chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đang tiến hành khảo sát để hỗ trợ một mô hình điểm chợ an toàn thực phẩm tại thành phố Hải Dương, từ đó sẽ tạo cơ sở nhân rộng trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Các nội dung được Sở Công Thương triển khai hỗ trợ liên quan đến tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho ban quản lý, hộ kinh doanh sát hạch và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người kinh doanh thực phẩm tại chợ, hỗ trợ làm biển tên chợ, biển chỉ dẫn sơ đồ phân khu chức năng trong chợ, biển hiệu cho cơ sở kinh doanh thực phẩm và trang bị mặt bàn bán hàng bằng inox cho các hộ kinh doanh tại chợ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 172 chợ đã được xếp hạng, được phân bổ ở 12 huyện, thành phố, nhưng tập trung nhiều ở hai thành phố Hải Dương và Chí Linh. Tất cả các chợ trên địa bàn đều chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương biên soạn. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã đầu tư trên 300 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới nâng cao, bao gồm cải tạo nâng cấp các đường trục trong xóm, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, trụ sở, xây mới trường học, lò đốt rác mới, lắp đặt cột điện chiếu sáng riêng biệt, tổ chức sản xuất, chỉnh trang, cảnh quan công cộng, tuyến đường hoa kiểu mẫu. Năm 2019, huyện Hải Hậu có 131 xóm tổ dân phố đăng ký và phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó còn có 4 công trình hàng cây thanh niên cấp huyện, vườn hoa thanh niên, mô hình vườn mẫu do Hội Nông dân huyện triển khai từng bước nhân ra diện rộng. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, trước mắt đảm bảo tuyến đường tham quan phục vụ Hội nghị Nông thôn mới toàn quốc tổ chức tại tỉnh ta trong tháng 10 năm 2019, huyện Hải Hậu sẽ tập trung đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên chăm sóc các tuyến đường hoa và vệ sinh môi trường, sáng xanh sạch đẹp. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Hải Hậu đang tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp tục tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức về việc xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân nhằm huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Hội nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đồng loạt tổ chức ra quân chăm sóc đường hoa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thu hoạch lúa vụ mùa năm 2019. Tại buổi ra quân, hàng nghìn hội viên nông dân các xã thị trấn đã tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rơm rạ, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với vệ sinh môi trường, cán bộ hội viên nông dân các xã thị trấn còn tổ chức nhổ cỏ, chăm sóc các tuyến đường hoa cây cảnh. Đợt ra quân đã góp phần nâng cao ý thức cho hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Sau khi tổng dọn vệ sinh, các tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, không hề vay tiền cũng có hồ sơ giải ngân, hoặc có những trường hợp đã rút tiền vay rồi mà quá hạn trả nợ lại hoang mang lo sợ bởi những cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa. Đó là những phản ánh từ một số người dân về dịch vụ cho vay liên quan tới tín dụng FE Credit, một sản phẩm của khối tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, gọi tắt là VP Bank. Vậy thực hư sự việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
khẳng định không vay tiền, không hề sử dụng thẻ tín dụng của FE Credit. Nhưng chị Phương Anh, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, vẫn được nhận một email với nội dung thông báo đã giải ngân cho chị vay số tiền gần 20 triệu đồng. Tôi không có nhu cầu vay vốn nhưng bên BE Credit vẫn gửi cho tôi một bản hợp đồng vay vốn đã giải ngân. Thông tin trong bản hợp đồng hoàn toàn sai lệch, nhưng mà hàng tháng vẫn gửi email báo hàng số tiền tôi phải đóng hàng tháng. Điều này làm tôi rất hoang mang. Không bị nhầm như Phương Anh, chị Hờ ở đường Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên khẳng định có sử dụng tiền từ thẻ tín dụng do FE Credit phát hành. Cụ thể tháng 1 năm 2019, chị rút từ thẻ tín dụng 28 triệu đồng. 4 tháng sau đó, do chưa có điều kiện chi trả, chị Hờ đã tới các điểm thu hộ của FE Credit nộp tổng số tiền gần 11 triệu đồng theo thông báo của FE Credit gửi đến điện thoại cá nhân. Đến tháng 5 năm 2019, khi muốn trả hết số tiền còn lại, chị mới ngã ngửa khi được thông báo số tiền còn phải trả lên tới trên 27 triệu 400 nghìn đồng. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, lờ mờ về mức lãi suất, nhận thấy sự bất thường về số tiền gốc và tiền lãi, chị đã gọi điện thông báo với tổng đài sẽ không tiếp tục đóng tiền tại các điểm thu hộ mà muốn gặp đại diện trực tiếp để tất toán, thì không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cũng từ khi qua hạn, gia đình chị Hờ liên tục nhận được những cuộc điện thoại, nhắn tin đe dọa đòi tiền từ nhiều số điện thoại khác nhau. Họ liên tục gọi điện, có ngày họ thay đổi liên tục nhân viên, hơn chục nhân viên gọi cho tôi hàng mấy chục cuộc điện thoại liên tục, giống như một cái việc là đòi nợ. Và tiếp tục là khi mà tôi không còn muốn tiếp chuyện với họ nữa thì họ gọi điện cho người nhà tôi, họ gọi điện liên tục cho chị gái tôi, cho anh rể tôi, đấy, để đòi tiền, đấy, làm phiền đến cuộc sống của họ. Thế sau đó thì họ gọi điện và chồng tôi nghe điện thì họ còn nói giọng giống như một hình thức đe dọa là họ theo dõi Facebook cá nhân của tôi, biết là tôi bán hàng online rồi thì họ sẽ làm cho tôi phải bẽ mặt trên Facebook. Đe dọa khi qua hạn không phải chỉ diễn ra với một mình chị Hờ mà cả với người thân của nhân viên FE Credit khi tiếp cận dịch vụ này. Đây tin nhắn để cậu tớ vay để chậm 2 tháng tin nhắn của cho công an tỉnh về làm việc về bên tư pháp. Đấy thì không biết là như em có phải là từ bên đấy hay không? Chính hay cậu tớ cũng từ đâu ạ? Xong rồi bắt đầu phải đi đóng tiền thay hộ này. Nhìn như là chính người thân nhà mình chứ không phải là ai khác đâu. Điều đang nói, khi lên mạng tìm hiểu về dịch vụ này, chúng tôi đã đọc được không ít những bài viết, bài chia sẻ về tình trạng bị nhân viên của FE Credit quấy rối đe dọa. Để xác minh sự việc trên, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tìm đến trụ sở của FE Credit tại Hưng Yên, nhưng chỉ có thể tìm thấy những điểm tư vấn như thế này. Khi liên hệ, nhân viên FE Credit trả lời ở mảng cho vay khác, thẻ tín dụng FE Credit, khách phát hành online cứ liên hệ theo số trên hợp đồng. Và đây là câu trả lời chúng tôi nhận được khi liên lạc theo số điện thoại trên hợp đồng của chị Hờ. Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Sau nhiều ngày phóng viên đã tìm được một người được cho là đại diện của FE Credit tại tỉnh Hưng Yên. Vị đại diện này cho biết mình không được quyền phát ngôn với báo chí nên không đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao lại có tình trạng đe dọa khách hàng khi họ chậm trả tiền, vị này trả lời. Thế này thì bên anh chưa công ty anh không ở với tình trạng nghiêm cấm tất cả các đối tượng mà bên các bên mà các bạn làm xử lý làm việc đó. Nhưng có thể là ở đâu đó thông tin này nó dò dỉ ra, cũng chưa có gì xác minh là cái đấy là của bên mình cả. Em cứ nhìn điện thoại người ta, nếu công mình là nhân danh của công ty nọ, nhân danh công ty kia thì làm sao những cái đấy đại diện cho công ty nào được. Người ta chắc là ví dụ như là những con sâu còn làm dầu nồi canh, hoặc là những nhân viên kiểu gì đấy, hoặc là đối tác nào nhà, không ai có thể nhắn tin đe dọa được cả. Có hay không, tình trạng nhân viên FE Credit đe dọa khách hàng rất cần sự vào cuộc từ các cơ quan chức năng. Nhưng đối với người dân, trước khi cần vay tiền, đặc biệt từ những địa chỉ rất dễ cho vay và giải ngân, không cần tín chấp, thì nên có sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng về chất lượng, dịch vụ cũng như những nguy cơ có thể gặp phải, tránh trường hợp đến khi gặp phải những tình huống không mong muốn. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp chủ trì với Công an huyện Sa Bình bắt quả tang 6 tàu đang có hành vi khai thác, mua bán, tàng trữ và vận chuyển cát trái phép trên sông Đuống thuộc xã Đại Lai, huyện Sa Bình.
Tại thời điểm kiểm tra, ba tàu mang số hiệu HD0207, BG0289, QN6090 và một tàu xi măng không có số hiệu đang khai thác được khoảng trên 100 mét khối cát. Bốn tàu trên có tải trọng từ khoảng 30 tấn đến trên 300 tấn. Cũng tại thời điểm đó, tổ công tác kiểm tra phát hiện hai tàu mang số hiệu BG0179 và BG0118 đang mua bán tàng trữ và vận chuyển gần 150 mét khối cát trái phép. Hai lái tàu đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên. Lực lượng công an đã tạm giữ 6 phương tiện trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.